Người làm được bốn điều từ bi này chắc chắn công đức vô lượng. Làm được bốn điều từ bi trong cuộc đời dưới đây, thì dù bạn có theo con đường tu tập Phật học hay không, phúc đức cũng sẽ tự đến. May mắn song hành, gia đình hạnh phúc và cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui. Là những người con của Đức Phật, chúng ta hiểu và luôn luôn tôn kính, tự hào về tính cách và lòng từ bi quảng đại vô biên của Ngài. Người càng tin Phật, tu tập và thực hành theo lời Phật dạy, càng dễ nhận được nhiều phước lành và hạnh phúc. Nhưng có phải chỉ những ai tin Phật giáo thì mới có thể tích đức? Còn người không tin Phật giáo hay không theo con đường Phật học thì không có công đức? Về vấn đề này, một vị cao tăng đã đưa ra giải thích rằng người đời đều có tín ngưỡng riêng của mình, nhưng cách thức tích đức như thế nào thì không có gì khác biệt, ai cũng như nhau. Bởi quan trọng nhất là cái tâm hướng thiện và làm những điều tốt đời đẹp đạo. Thứ nhất là nói lời từ bi. Theo lời vị cao tăng này, có rất nhiều cách để làm tổn thương một người, trong đó lời nói có lực sát thương lớn nhất. Ngay cả khi người nói không có ý xấu thì người nghe vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và tàn nhẫn nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu: khéo giữ khẩu nghiệp, không nhạo báng người; khéo hộ trì thân nghiệp, không phạm pháp; khéo hộ trì ý nghiệp, trong sạch không cấu quế. Theo quan điểm của Phật giáo, nghiệp chướng của đời người chủ yếu do khẩu nghiệp mà ra. Những người ác khẩu thì sớm muộn cũng sẽ gánh chịu khẩu nghiệp, tức là phải chịu cái hệ lụy, hậu quả do những lời ác ý, ác tâm của mình gây ra. Những lời nói bất thiện là những ác nghiệp dễ gây tạo nhất trong đời sống hàng ngày. Đáng nói là nhiều người tạo khẩu nghiệp bất thiện mà không hề hay biết, cứ vô tư nghĩ rằng lời nói gió bay. Nhưng kỳ thực, trong rất nhiều kinh, Thế Tôn xác định đó là binh khí miệng lưỡi. Đã là binh khí thì chắc chắn lời nói ác sẽ gây sát thương cho mình và cho người, tan hại lẫn nhau, để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo nhà Phật, trong 10 nghiệp bất thiện của con người thì khẩu nghiệp có 4, tức là chiếm gần một nửa. Nếu cứ tạo khẩu nghiệp triền miên, con người không chỉ gây hại cho người khác, cộng đồng, xã hội, mà bản thân họ cũng không được thanh thản, thảnh thơi, thậm chí rơi vào cảnh luân hồi đau khổ. Chính vì cho rằng những lời chót lưỡi đầu môi nên chúng ta thỏa sức thỏa thích mà nói. Cũng bởi vậy mà đôi khi chúng ta sẽ tự tích nghiệp cho mình bằng một câu nói tùy tiện. Dần dà, công đức và phước lành tích lũy trong một thời gian dài sẽ vô tình bị mất đi. Trong cuộc sống, một số người luôn đặt hạnh phúc của bản thân lên nỗi đau của người khác, vô tình làm tổn thương người đối diện bằng những lời nói đùa giỡn, nhạo báng của mình. Khi ai đó bày tỏ sự không hài lòng, thay vì tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, họ lại đổ lỗi cho người khác vì sự nhỏ nhen của đối phương. Vì vậy, cho dù bạn có tin vào Phật giáo hay không, và cho dù bạn có tin rằng những lời nói xấu và làm tổn thương người khác sẽ mang lại cho bạn cái gọi là nghiệp chướng hay không, thì bạn cũng phải chú ý đến lời nói và phát ngôn của mình trong ngày thường, và nên đặt lòng từ bi vào từng câu chữ được phát ra từ miệng mình. Bởi vì nó không chỉ là không làm tổn thương người khác, mà hơn thế nữa là mang lại phước lành cho chính bạn và dung tồn nghiệp lành. Nghĩa là khi nói năng, phải có lòng nhân từ, phải có đức độ, phải có tình cảm, phải suy nghĩ cho kỹ. Câu chuyện sau đây là một thí dụ điển hình nhất. Chiến tranh vừa kết thúc, người con trai gọi điện về nhà và nói: bố ơi, chiến tranh khủng khiếp cuối cùng cũng kết thúc, và con sẽ về nhà. Người con lại bổ sung thêm: bố ơi, con muốn đón một người đồng đội tàn tật về nhà.
cậu ấy bị cụt một tay và một chân, không thể tự lập sống được. Như vậy có được không? Người bố liền nói, không được đâu, nhà chúng ta không giàu có. Khi anh ấy đến sẽ thêm rất nhiều gánh nặng, cơm ăn áo mặc và ở điện nước, các khoản chi phí này cũng không nhỏ. Mẹ con đã già rồi, ai sẽ chăm sóc cho anh ta? Anh ta không được phép đến nhà chúng ta đâu. Vài ngày sau, cha mẹ của anh chàng này nhận được thông báo từ đồn cảnh sát đến xác nhận người thân. Khi họ nhìn thấy thi thể, đó là một người đàn ông bị mất đôi cánh tay và một bên chân, chính là con trai họ đã nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân là do người cha không biết người đồng đội mà con trai mình ám chỉ chính là con trai mình, nên đã vô tình nói ra những lời cay nghiệt, tàn nhẫn, dẫn tới kết quả đáng thương. Xét cho cùng, lời nói không mất tiền mua, nhưng không phải thích gì nói nấy, mà nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vừa lòng nhau là nói ra đem sự khoan hỷ an lạc, thấu hiểu để đoàn kết và yêu thương. Đó chính là ái ngữ, chánh ngữ, giúp lợi mình và ít người. Còn ngược lại, những ai cố ý nói hư dối, nói thô ác, nói chia rẽ, nói nịnh nọt thì chắc chắn đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Sớm hay muộn gì thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Thứ hai, giết điều từ bi. Giết những điều từ bi cũng là một trong bốn điều từ bi trong cuộc đời được cao tăng nhắc tới. Vì sao lại vậy? Trong một kỳ thi cung đình ở triều đại nhà Thanh, một người tài giỏi đã không kịp hối lộ giám khảo. Vì vậy giám khảo đã gạt đi khi kiểm tra bài thi của anh ta. Kết quả là anh ta bị loại. Nghèo đói 10 năm để ôn thi, cuối cùng thành công cốc. Vì lý do này, anh ta chán nản, viết mấy câu thơ và đặt chúng trước dinh thự của quan trên rồi tự sát. Sau đó, quan trên đọc những câu chữ để lại của anh học trò, trong đó viết: một lần tôi thi trượt, tôi bật khóc. Tôi đã học tập chăm chỉ trong 10 năm để ôn thi lại. Tuy nhiên, chỉ vì không đưa hối lộ mà công sức của anh ta đổ sông đổ biển. Vì vậy, anh ta đã chết ở quan tuyền. Là bởi vì giám khảo không dùng ngòi bút để làm việc tốt, lật ngược thành trắng đen mới khiến cho nhân tài này đi đến kết cục bi thảm như vậy. Quan trên rất tức giận về điều này, và ông đã đích thân chấn chỉnh những giám thị chấm bài, và sau này đã tu được rất nhiều nhân tài. Giết những điều từ bi không có nghĩa là chúng ta chỉ biết viết ra những điều hay lẽ phải trên giấy. Ý nghĩa thực sự của nó là cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải có lương tâm trong cuộc sống, không nhầm lẫn giữa đúng và sai, và học cách chủ động chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người khi gặp khó khăn, thất bại là rất dễ hạ thấp tiêu chuẩn, quên đi trách nhiệm của mình. Cũng có người vì thành tích muốn tạo ra kết quả như ý mà dễ sa đà, xem nhẹ trách nhiệm. Vì vậy, nhớ đến ngòi bút của mình cầm trên tay, vững vàng viết nên những câu chữ đúng sự thật, đem tới ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Đây có thể được coi là việc làm mang tới công đức vô biên. Thứ ba, làm điều từ bi. Vì Cao Tăng nói, tôi tu hành theo đạo Phật đã mấy chục năm, chưa từng thấy hay nghe nói về một người có lòng từ bi mà lại làm hại người khác. Người tu Phật luôn có tâm từ bi, thương xót tất cả chúng sanh, hành thiện và có hành nguyện. Người như vậy sao có thể gặp nhiều phiền não trong cuộc đời? Làm sao họ có thể nghi ngờ rằng công đức của mình có hạn? Ý của vị Cao Tăng là bạn nên làm những việc từ bi, biết cách thương xót và đừng quá chỉ trích lỗi lầm của người khác. Bởi vì những việc làm tốt ở thời hiện tại của bạn thực sự là một loại cải thiện vận mệnh
cho chính bạn trong tương lai và cả nhiều đời sau. Vị cao tăng nói thêm, với một người có lỗi lầm, chúng ta nên bao dung với anh ta. Làm như vậy, anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình và sinh lòng hối hận. Trong trường hợp này, anh ta sẽ biết ơn những người hiểu cho anh ta. Vì vậy, anh ta quyết định thay đổi suy nghĩ của mình, trở thành một người tốt và làm việc tốt một lần nữa. Một ngày nào đó, khi bạn gặp khó khăn, những người đã được bạn giúp đỡ nhất định sẽ giúp bạn để báo đáp tấm lòng ban đầu của bạn. Theo quan điểm này, lòng từ bi của chúng ta không chỉ là sửa sai cho người khác mà còn là lấy danh tiếng cho bản thân, nâng cao hình ảnh và địa vị của mình trong lòng người khác. Từ quan điểm này, làm sao có sự phân biệt giữa người xuất gia và người phàm khi làm việc thiện như vậy để tích đức? Thứ tư, nghĩ điều từ bi. Những suy nghĩ lương thiện sẽ giúp chúng ta thay đổi số mệnh, đem đến cho con người may mắn, phúc đức. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, hay ở hiền gặp lành. Cuộc sống có rất nhiều minh chứng cho điều nói trên. Câu chuyện về cậu bé đánh giày và những đồng xu mượn của ông đạo diễn phim nổi tiếng trên phố, cùng lời hứa sẽ trả lại tiền là một thí dụ. Cái kết có hậu cho cậu bé khi cậu đã thực hiện đúng như lời đã hứa và còn mong muốn có thêm điều bất ngờ cho những người bạn có cùng hoàn cảnh như cậu và việc cậu nhận được vai chính trong bộ phim của ông. Cậu xứng đáng được nhận điều đó bởi thiện tâm của chính mình. Tấm lòng lương thiện của mỗi người còn có sức mạnh cảm hóa, thay đổi người khác theo chiều hướng tích cực. Người xưa thường nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Bởi vậy, khi ai đó chẳng may lâm vào nghịch cảnh, sai trái, nếu chúng ta dùng lương thiện để đối đãi, để giao tiếp với họ, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi hướng thiện. Trong cuộc sống, chúng ta học cách dùng tình cảm để nhìn vào mặt xấu của người khác. Điều này không chỉ mang lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, mà còn thể hiện lòng nhân ái, bao dung, rộng lớn của chúng ta. Khi một người nhìn thế giới bằng đôi mắt nhân hậu, thì điều anh ta nhìn thấy là chân thiện mỹ, và ở đâu cũng có tình cảm chân thực. Ngược lại, nếu anh ta nhìn thế giới bằng con mắt xấu xa, thì những gì anh ta thấy đều là giả dối, xấu xí và độc ác có ở khắp mọi nơi. Bản chất con người, ai cũng có mặt xấu, giống như một cơn gió lạnh mang đến sự bẩn thỉu và lạnh lẽo cho thế giới. Nhưng dù vậy, nhân loại vẫn được tắm trong sự thuần khiết và ấm áp của bầu trời quang đãng khi có thiện tâm. Có một câu chuyện như sau. Hai người lúc đuổi theo một tên trộm, không còn cách nào khác để trốn, tên trộm chỉ đành lao xuống sông. Thế vậy, một tín đồ Phật giáo đang đuổi theo tên trộm nói, đừng đuổi theo nữa, nếu ta tiếp tục đuổi theo, sẽ chẳng đi đến đâu cả, tên đó sẽ nhảy xuống sông mà chết. Người còn lại không tin vào đạo Phật nói, thế thì sao? Là tên đó tự nhảy xuống sông mà chết đuối. Ai kêu hắn ta làm việc xấu xa? Thế là người này tiếp tục đuổi theo và cuối cùng tên trộm buộc phải nhảy xuống sông. Nước sâu và dòng chảy xiết, tên trộm không biết bơi nên đã chết đuối. Gia đình nạn nhân kiện người đối trộm ra tòa. Sau quá trình điều tra, xác minh thu thập chứng cứ, thẩm phán tuyên, người đuổi trộm có tội gây ra cái chết và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Một thí dụ khác, một người mắc nợ và một người đi đòi nợ. Con nợ vì nhiều lý do không có khả năng trả nợ, mà người đòi nợ vẫn nhẫn tâm dùng nhiều thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, đe dọa, gây áp lực nhiều lần khiến con nợ nghĩ quẩn nên tự tử. Gia đình người chết kiện người đòi nợ, quan tòa tuyên người đòi nợ có tội. Hai người nói trên, nếu suy nghĩ từ bi hơn, sẽ không hành động quá hung hăng, không gây ra cái chết cho người khác.
cũng sẽ không chịu trách nhiệm về sự việc vô tình này. Tóm lại, bất kể là dùng miệng, bút, tay hay tấm lòng để thể hiện sự nhân từ, mấu chốt là con người nhất định phải có tình thương trong lòng. Chỉ cần có tấm lòng nhân hậu, nhân ái, thì bạn có thể nhìn thế giới và con người bằng con mắt thiện lương của Đức Phật. Bạn sẽ luôn thấy được sự chân thành, tốt bụng và mặt đẹp của mọi thứ, bất kể khi nào và ở đâu trên thế gian này. Quý nhân của bạn là ai? Người cho bạn mượn tiền trong lúc khó khăn. Người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cho chúng ta mượn tiền khi gặp khó khăn, không có nghĩa là họ thực sự giàu có và dư dả, mà thực sự là họ vì tình cảm chân thành thực sự muốn giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. Đối với họ, tiền bạc không phải không quan trọng, mà họ coi tấm chân tình quan trọng hơn tất cả. Vì thế, thứ họ cho chúng ta mượn không chỉ là tiền tài, vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, lòng tin nơi bạn. Người sẵn sàng chỉ ra lỗi lầm của bạn. Người muốn bạn tiến bộ chính là người thương bạn. Đừng nên hiểu lầm rằng họ đang bắt lỗi sai hay không tôn trọng bạn. Bởi khi thấy bạn mắc lỗi, họ thực sự cũng đang rất sốt ruột. Lời thật đôi khi sẽ khó nghe, nhưng lại khiến ta tỉnh ngộ. Và chỉ có người muốn tác thành cho bạn mới không cố kỵ mà thẳng thắn góp ý. Họ không phải không sợ mất lòng, mà họ muốn tốt cho bạn, coi sự tiến bộ của bạn là ưu tiên. Những người thẳng thắn, bộc trực, sống có trách nhiệm sẽ khiến chúng ta có thể yên tâm đưa lưng cho họ bảo vệ. Vậy nên đừng để giuộc mất những người như vậy. Người kéo bạn thoát ra khỏi nghịch cảnh. Khi gặp người tốt đối với chúng ta, đó chính là phúc khí và may mắn của chúng ta. Cho nên, nếu bạn rơi vào nghịch cảnh mà có người vẫn chủ động ra tay giúp đỡ, không sợ phải gặp phiền toái mà kéo bạn thoát ra, thì nhất định đó là quý nhân của bạn. Ngoài ra, người cho bạn một con đường hy vọng thì đúng là người có tâm tính tốt và lương thiện. Người hết lòng tuân thủ lời hứa. Thời đại này, vì lợi ích mà tính và nghĩa dường như không còn được nhiều người coi trọng. Vậy nên, tìm được một người tuân thủ tín nghĩa thì phải quý như vàng. Đó là bởi vì không chỉ họ coi trọng lời hứa với bạn, mà còn coi trọng bạn. Người xưa có câu, lời nói gói vàng. Chữ tín thể hiện sự tôn nghiêm, nghĩa khí và tinh thần trách nhiệm của một người. Người quân tử coi trọng lời hứa, người như vậy đáng thâm giao và đáng giá tin cậy. Người nhân hậu. Chơi với người lành thì cuộc sống thanh tịnh, là bởi vì chính lời nói và việc làm của người ấy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn, vô hình trung mà ảnh hưởng tốt đến bạn, cho bạn nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn hơn. Đó chính là một loại tài phú vô hình. Người truyền lại kinh nghiệm nhân sinh cho bạn. Không phải ai cũng nguyện ý sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Tìm kiến thức không khó, tìm thầy mới khó. Vì vậy, khi ai đó sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn thì đừng nên xem nhẹ. Bởi họ đang nghĩ cho bạn, muốn bạn có con đường tương lai thuận lợi thì đơn giản là họ rất coi trọng tài năng của bạn. Người thân. Cha mẹ, người thân không chỉ là quý nhân mà còn là người có ơn với chúng ta. Ngay cả tình yêu mặn nồng đến mấy, tình bạn thân thiết đến đâu cũng đều phải có điều kiện mới đến với nhau. Vì chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Chỉ họ mới có thể nhẫn nại những điều không thể nhẫn, bao dung những điều gần như người ngoài không thể bao dung cho chúng ta. Nhưng đôi khi, vì một phút nóng giận nhất thời, hay vì những dục vọng cá nhân mà chúng ta
làm các bậc sinh thành phải buồn lòng, thậm chí vì người ngoài mà nổi nóng, thất ý với người trong nhà. Không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trong đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó. Trong cuộc sống, gặp được quý nhân là một điều may mắn. Có thể thành quý nhân của người khác thì quả là đáng quý. Lại có thể là quý nhân của chính mình thì còn gì tuyệt vời hơn. Ai là quý nhân? Thích Ca Mâu Ni từng nói, bất kể có gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Những người có duyên với bạn sẽ đến bên bạn một cách vô thức. Những người không có duyên với bạn, dù bạn có cố gắng đến đâu, cũng sẽ không thể gặp được họ. Một thiền sư đã nói rằng, những người bạn gặp đều do số phận sắp đặt. Định mệnh đưa họ đến với chúng ta. Mục đích là gì? Đó là để cuộc sống của chúng ta đi đúng hướng. Ít nhất tất cả chúng ta cùng có lợi. Những đối thủ có khả năng tương tự như bạn là quý nhân. Khi chúng ta chơi cờ vua, điều chúng ta hy vọng nhất là gặp được một đối thủ có kỹ năng chơi cờ tương tự. Tranh đấu với những tên bất tài vô nghĩa, ngay cả khi chúng ta chiến thắng, nó sẽ không tạo ra bất kỳ tiến bộ lớn nào và không kích thích tiềm năng của chúng ta. Cuộc sống giống như một bàn cờ, và tất cả chúng ta đều là những người chơi thao túng bàn cờ. Bạn có thể đi được bước nào không chỉ phụ thuộc vào thực lực của bản thân, mà còn phụ thuộc vào thực lực của đối thủ. Người khiến bạn khốn khổ và thay đổi hướng đi của vận mệnh chính là quý nhân. Anh Quan và anh Lý làm việc trong một doanh nghiệp có tiếng. Tuy nhiên, vì anh Lý có người chống lưng nên chèn ép anh Quan khắp nơi, thậm chí chặn sự thăng tiến của anh Quan, đẩy anh đến bước đường cùng. Đối mặt với tình hình như vậy, anh Quan không còn cách nào khác là kiên quyết từ chức và chọn làm việc ở các công ty khác. Hôm nay, 10 năm sau, anh Quan đã trở thành một chủ doanh nghiệp lớn, còn anh Lý vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với chức nhân viên quen. Theo bạn, việc anh Quan chuyển sang công ty khác là điều tốt hay là điều xấu? Có thể nói, tất cả những điều xấu sẽ biến thành điều tốt trong một ngày không xa. Mọi thứ khiến bạn khốn khổ đều khiến bạn trưởng thành nhanh hơn. Người níu kéo bạn khi bạn rối ren chính là quý nhân. Như có câu, ở hiền gặp lành, ở lạnh mới biết cây tùng. Khi thời tiết cực lạnh, chúng ta mới biết được sự quý giá của cây tùng, cây bách. Chỉ sau khi trải qua bao gian khổ, nhìn thấu lòng người thì chúng ta mới hiểu được giá trị của tình yêu đích thực. Những người thấy rằng bạn có tiền và quyền lực muốn tân bốc bạn hoặc thậm chí làm hài lòng bạn. Bất kể họ nói những điều tốt đẹp gì hoặc cảm xúc của họ mãnh liệt như thế nào đều không đáng tin. Một người càng đạo đức giả bao nhiêu thì khi bạn giành được quyền lực họ sẽ càng gần gũi bấy nhiêu. Điều chúng ta cần chú ý không phải là những người đến với chúng ta khi chúng ta đang nắm quyền, mà là những quý nhân chủ động ra tay giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn. Cảm xúc chân thật luôn sẽ được bộc lộ khi có người ta ở điểm thấp. Chỉ có tình cảm chân chính trong nghịch cảnh mới đáng trân quý cả đời. Những người hiểu bạn là quý nhân. Một người hiểu bạn có thể mang lại một mối quan hệ với sự thoải mái và an tâm. Trên mạng họ truyền tai nhau câu nói như thế này: điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là được chia sẻ những điều tuyệt vời và cảm động nhất với người thực sự hiểu mình.
người với người, thứ có được nhất chính là thấu hiểu nhau. Trong Hồng Lâu Mộng, tình cảm giữa Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc là mối tình khiến người khác ghen tị. Giữa họ chưa thể nhắc tới chữ yêu, nhưng bạn có thể cảm nhận được chữ hiểu giữa hai con người ấy. Bảo Ngọc và Đại Ngọc giận dỗi nhau. Bảo Ngọc vội vàng nói: "Nghe ta nói một câu nữa thôi." Đại Ngọc vừa lau nước mắt, vừa đẩy Bảo Ngọc ra, rồi nói: "Có gì mà phải nói, lời của Bảo Ngọc cô sớm đã hiểu rồi." Không cần nói, đối phương cũng đều hiểu. Nó cần tới biết bao sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trong tâm hồn giữa hai con người. Thực ra, không khó để hiểu vì sao Bảo Ngọc và Đại Ngọc lại hợp nhau tới như vậy. Đó là bởi vì trong tất cả các nhân vật, chỉ mình Đại Ngọc không ép Bảo Ngọc đi theo con đường công danh. Cũng chỉ có mình Đại Ngọc cảm nhận được nét tính cách và cái phẩm chất có khuynh hướng đơn giản, không muốn bó buộc dưới áp lực của Bảo Ngọc. Có lẽ một tình yêu đẹp cũng chỉ cần có vậy. Hai ta thấu hiểu nhau, không cần phải ra sức giải thích hay ép mình thành một người khác chỉ để làm hài lòng đối phương. Chúng ta có thể đơn thuần và thoải mái là chính mình trong mắt đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy tự tại và vui vẻ. Trên thế gian này, có một người hiểu bạn, đó là điều hạnh phúc nhất. Bốn người tự kết Phật duyên. Phật duyên là gì? Nhiều người thường nhắc đến Phật duyên, nhưng người như thế nào mới được coi là có duyên với thần Phật? Theo lời Phật dạy rằng, hết thảy chúng sinh ai cũng có Phật tính, tức là ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn mối liên hệ tâm linh với Phật, có thể giao duyên với thần Phật. Khác biệt ở chỗ nghiệp lực của mỗi người mỗi khác, căn cơ ngộ tính bất đồng, cho nên Phật duyên sâu cạn không đồng nhất. Phật tính là bản chất vốn có của chúng sinh. Nó không sinh ra, cũng không mất đi. Chỉ có thể ngày càng sâu sắc qua quá trình tu tâm, dưỡng tính, giác ngộ hoặc bị che mờ bởi dục vọng, si mê và thù hận. Bởi vốn dĩ mọi chúng sinh đều có khả năng để hoàn thiện và đạt được giác ngộ. Người có nghiệp chướng nặng thì kiếp này tạm thời không có duyên với Phật, khó được thần Phật phù hộ độ trì. Cần phải tu dưỡng nhiều hơn, tích đức hành thiện, đợi nhân thiện báo. Người có phúc báo sâu dày, tức là người đó đã lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, có thể dễ dàng kết duyên với Phật. Con người chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu không mài không thể phát sáng được. Bạn có thể tự mình tôi luyện bản thân để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý, tự rèn luyện bản thân cũng như chính là tự giao duyên với Phật. Một khi đã có Phật duyên, chắc chắn sẽ có Phật ân, được trời Phật che chở và phù hộ độ trì bình an, vượt qua mọi tai họa khổ nạn trong cuộc đời này. Cái duyên với Phật vốn bình đẳng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể có, chỉ có điều là mỗi người có nhận biết được điều này hay không. Đức Phật dạy rằng, muốn xem một người có Phật duyên hay không, không phải là xem khoảng cách xa gần, mà là nhìn vào khoảng cách giữa nội tâm và thần Phật của người đó. Lục Tổ Đàn Kinh có câu: "Nhất thiết phúc điền, bất ly phương thốn, tùng tâm nhi mịch, cảm vô bất thông." Ở đây, phúc điền chính là tâm điền, tâm cũng chính là phúc. Hạnh phúc và niềm vui thực sự mà con người ta luôn kiếm tìm, thực ra đều nảy sinh bên trong chính tâm điền của mỗi người, chính là ở phía bên trong của trái tim. Câu này ý muốn nói hạnh phúc hay cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều xuất phát từ chính nội tâm bên trong. Các hung họa phước là từ trong tâm chúng ta biến hiện ra. Ngoài tâm chẳng tồn tại hạnh phúc nào để tìm kiếm cả.
Vì vậy, trong tim trồng phúc hay trồng hoa, tất cả đều nằm ở bạn. Người trong lòng đã có Phật, chẳng cần phải tới chùa khấn bái, không cần ngày ngày thắp hương lại Phật, cũng tự có Phật duyên thâm sâu. Phật giáo vốn không truyền bá tư tưởng sùng bái thần linh. Người tín Phật tức là người trí giả, dùng trí tuệ của bản thân để giải trừ những khổ não, cách xa thống khổ trong cuộc đời. Tu Phật để trở thành một người có cái tâm thiền đẹp, sống lạc quan, từ bi, thoải mái, đối mặt với những điều phiền muộn mà cuộc sống đem đến. Tu Phật cũng không phải bắt chúng ta xuất gia. Hồng Trần cũng là một đạo giáo, sống tốt trên đời đã là một cách tu hành. Thực tế, Phật dạy rằng, trên đời này, có bốn kiểu người không cần bái Phật, vẫn có Phật duyên thâm sâu, được trời Phật âm thầm phù hộ mà không hề hay biết. Nếu bạn là một trong những người đang nhận được hồng phúc ấy dưới đây, hãy yên tâm hưởng thụ và chờ đợi vận may đến với mình. Sau đây là bốn kiểu người không cần bái Phật vẫn có Phật duyên. Thứ nhất, người có tâm từ bi hỷ xả. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập tứ vô lượng tâm, tức là bốn món tâm rộng lớn không lường được. Đó là các tâm từ bi hỷ xả. Phật dạy hãy mở rộng bốn tâm này, không hạn chế cho tất cả các loài hữu hình ở khắp bốn phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện và lối sống của Bậc Thánh. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xả là thư thái, nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Những người này ngày tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ, khấn bái, thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có tứ vô lượng tâm này, tức là làm ngược lại với đạo. Và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, người này vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn 4.000 cây số, khó kết Phật duyên. Vậy thì sao có thể mong được ban Phật ân? Đức Phật dạy rằng, một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn canh cánh suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém hơn mình. Họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh thoát khổ, là người có Bồ Đề Tâm. Thế gian, ai cũng cầu Phật che chở phù hộ cho mình, luôn xin cái này mong cái kia, nhưng ít ai nghĩ rằng, nếu như chư thần Phật đều đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, vậy thì các ngài sẽ cực khổ biết bao. Người chân chính tu Phật là người luôn bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sinh và khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Sự rung động lòng trắc ẩn, cao thượng hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho con người trong lý trí hành động sẵn sàng quên mình vì mọi người. Cho nên, người có tâm từ bi hỷ xả, cho dù không cần ngày ngày bái Phật thì vẫn sẽ được âm thầm phù hộ độ trì, giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời, an nhàn hưởng phúc bởi tự thân người đó đã tự gieo Phật duyên. Thứ hai, người giữ nội tâm thanh tịnh. Kinh Phật có câu: Phật thuyết nhất thiết pháp, duy trì nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dung nhất thiết pháp. Nghĩa là Phật nói tất cả giáo pháp mục đích là để trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Nếu tất cả chúng sinh không có tâm bệnh thì cần gì tất cả pháp? Cuộc sống này luôn có quá nhiều sự cám dỗ trên con đường giác ngộ, luôn trải đầy tiền tài vật chất danh vọng địa vị để làm chứng ngại níu chân mỗi chúng ta. Phải là người bản lĩnh, biết giữ bản thân mình,
giữ gìn cơ thể lời nói và một tâm hồn thanh tịnh mới mong đạt được giác ngộ chân chính. Cực lạc hay địa ngục vốn nằm trong tâm của chúng ta. Lựa chọn ra sao là do chính chúng ta quyết định. Bởi vậy, cần giữ cho tâm thanh tịnh. Khi con người giữ được cái tâm thanh tịnh, thì mọi hành động đều được phân xử rõ đúng sai. Hành thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, tai đang nghe những lời trái ngang, nhưng miệng vẫn có thể nói những lời thanh tao, khàn khái. Đang bị người khác lăng mạ đánh đập, nhưng không vì thế mà hãm hại lại họ, dùng hành động chính nghĩa để họ thức tỉnh. Tâm thanh tịnh sẽ tự chặt đứt mọi phiền não, sướng khổ cuộc đời là do tâm quyết định. Muốn giữ tâm thanh tịnh thì không nên sát sinh, không nên trộm cắp hay tham dục vọng thường tình. Bởi những thứ này khiến đôi tay con người nhơ nhớp, tâm hồn luôn bị dằn vặt, khổ đau. Lời nói muốn trong sạch thì trước hết không được nói dối, cũng đừng đưa ra những lời lăng mạ lừa lọc người khác hay ăn nói sai sự thật trong những câu chuyện phím, khiến chúng ta cũng quen dần tạo thói khẩu nghiệp. Suy cho cùng, tham sân si là căn nguyên khiến cho con người tạo nghiệp từ miệng, tâm luôn dằn vặt khổ đau. Bỏ được tham sân si giúp con người tìm được sự trong sạch trong tiếng nói, trong tâm hồn, tìm được niềm hạnh phúc trong những thứ bình dị. Tâm không được thanh tịnh, luôn luôn vướng mắc bụi trần, thì dẫn theo đó là hành động không được sáng suốt, thường trái luân thường đạo lý. Khi người ta hành động sai trái, dẫn đến hậu quả khôn lường, thì chính bản thân ta luôn bị dằn vặt đau khổ. Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa. Muốn đạt được thì nhất định phải giữ tâm thanh tịnh. Bởi tư tưởng của con người rất không ổn định. Nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kỳ lạ, càng dễ làm người ta mất phương hướng. Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn. Không những mất đi niềm vui trong cuộc sống, mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. Phật giáo dạy chúng ta biết cách dùng cái tâm bình lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thể tính bộc lộ một cách tự nhiên. Giữ tâm thanh tịnh, bình hòa, đối diện với cuộc sống, đó chính là có duyên với Phật. Khi đó thì, cho dù có chăm chỉ bái Phật, vẫn tự gieo phúc khí, may mắn cho bản thân. Thứ ba, người biết sợ nhân quả. Những người hiểu biết và sợ nhân quả báo ứng cũng là một kiểu người không cần bái Phật, nhưng vẫn được chư thần Phật che chở độ trì. Một người có thể không tin Phật, nhưng không thể không tin vào luật nhân quả trên đời này. Thế nhưng không tin nhân quả, nhưng xưa nay luật nhân quả không chừa một ai. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tất cả những gì bạn làm, rồi đến một ngày, bạn sẽ phải trả và nhận những gì do mình gây tạo ra. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi. Chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả của ta sẽ tự nhận lấy. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ quả diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ vạn vật cũng không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết, quỷ không hay. Thực ra, mỗi một việc làm thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai.
Kinh Nhân Quả có câu: muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay. Người tin Phật tức là tin vào nhân quả. Một người hiểu về nhân quả tức là đã thấu tỏ mọi điều trên thế gian. Đó chính là người biết cách cải thiện số mệnh của mình tốt đẹp hơn bất kỳ ai trên đời. Trong Kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Còn chúng sinh là loại hữu hình, có sinh, có tử, còn vô minh, nên đi mãi trong vòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ, còn mê mờ, không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sinh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa, tham, sân, si, nói lời khổ nghiệp, để rồi đến khi quả báo xảy tới, có hối hận cũng muộn rồi. Nhiều người làm việc ác bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc đức, vinh hoa phú quý cả đời. Thứ tư, người có tu dưỡng hướng thiện. Đức Phật từng nói rằng ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể tu tập thành Phật. Để có được ấy thì trước hết phải tu dưỡng hướng thiện, tức là có Phật ở tại tâm, tâm có Phật thì mới toàn vẹn. Người xưa cũng từng nói, con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác, ác gặp tai ương. Vậy nên, làm người nên kính trời, tu thiện, tích đức, vì người khác làm việc tốt chính là để tạo phúc cho chính mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng, không phải Phật ấy mới là Phật. Phật này là Phật từ trong tâm. Nếu ta cứ ý thức Phật đang ở quanh đây, liệu ta có hành xử khi Phật không ở quanh đây? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi cái lúc ta ý thức được sự soi xét của Phật, bản thân ta hành động để không phạm đường phạm lối, chưa thực sự là bản ngã của chính chúng ta. Việc tu hành cốt lõi là ở điểm đó, là khi ta hành động, tu tập hay tạo tác một điều gì đó, ta làm không phải vì Phật sẽ soi xét đánh giá, mà ta làm vì bản năng là sự lương thiện của chính mình. Khi ấy, tâm ta mới trọn vẹn trong cõi Phật được. Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua. Bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có được niềm vui, cứ tìm sang chốn khác. Tâm ta khi hành động đừng suy nghĩ xem liệu sẽ thích được bao nhiêu đức, Phật sẽ phù hộ đến bản thân mình như thế nào. Sự phù hộ sẽ không đến từ Phật mà đến từ lòng thương và tình cảm của muôn người xung quanh dành cho hành động của mình. Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. Việc tu dưỡng hướng thiện của chúng ta khi đó lại có ảnh hưởng đến người khác. Có người bắt chước làm theo thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt mà là rất nhiều quả tốt.